Em sẽ thử một độ nhạc cái nè, kết nối một con nè, con trên đó, rồi bắt lên thôi. Hello, chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trở lại với kênh của Phương Đam Mê Vlog nha. Đó, hôm nay em lên vài món đồ thôi nha anh em. Đó, anh em thấy nè. Trước mặt mấy cặp vỏ Phương Anh nha nè. Đó. Đi dài dài vô. Tầng đồ xì ke xí mũi tàu lứa cho nha anh em. Đó. Nè. Này mấy cái mic không dây. Mic không dây. Mấy cái lược anh em. Lược quá trời lược luôn. Anh em là đó quá lược luôn nha. Mày không lên, lên từ từ nha anh em, không thời gian. Đó. Chép thì quá trời luôn, đi một lô nữa nè, bây giờ còn nó về nữa rồi đó nè. Phân tầng một ủi vô đây cho anh em xem nè, nó quá trời phân tầng luôn anh em, để đóng như đóng núi vậy nè. Đó, quay sơ sơ vô thôi nè. Trời ơi, lo thì như đóng núi rồi nè. Đó, cassette thì thôi quá trời cassette luôn nha nè, không có thời gian soạn thôi anh em. Đó, cassette nha, quá cassette luôn nè. Đó thì hôm nay cũng lên nha, cũng lên mới thôi nè. Đó, lên mấy chép đơm nè, phân tầng. Đó, mấy cái chép lựu đạn nè anh em. Đó, chép lựu đạn này nè. Đó, vậy nè, trong phải tạo lao vừa vặn luôn nè anh em. Đó, anh em thấy chưa. Đó, cặp bát, cặp lo sân khấu chép lựu đạn luôn. Cặp vỏ thùng nha anh em. Đó, quý cái này nè. Rồi, hôm nay lên nhiêu thôi nha anh em. Đó, tết nhất rồi. Lên lại gai, lại gai, lại gai. Đó, giữ kênh thôi nha. Rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Rồi anh em, trước khi vào video thì cũng như mọi khi, em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2022 nha anh em. Đó. Thì đây sắp đây tới Tết em sẽ lên ít nha anh em, không có lên nhiều nữa nha anh em. Nó lên lay gai lưu ghiu. Đó, để cho anh em chế cháo thôi. Đó, không có nhiều nha. Đó thì lấy mấy cái món đồ cần thiết cho anh em nha anh em, để cho anh em về chế cháo. Để chừa vốn này kêu còn Tết nha nè. Rồi, không nói dài dòng nữa, em sẽ lên bốn con chép đơm này nha nè. Đây, bốn con chép đơm nè. Đó, anh em thấy không? Khui. Ok cho anh em. Đó. 2 quát vậy nè, 8 ôm. Đó. Đây hai con nữa nha anh em. Ôi. Ôi. AHA ha. 8 ôm à. Con này như thay rồi thì ok nha anh em. Đó. AHA ha. Rồi. Em sẽ đo đường kính nha anh em. Đó, em sẽ đo đường kính ha. Con này thì là 10 phân. Củ từ là 6.5 nha anh em. Đó, con này AHA 8 ôm ha. Con này cũng 8 ôm luôn. Thì cũng giống hệt nha anh em, hơn 10 phân tí. 10.5 nha anh em. Đó. Con này con hiệu gì đây? Đó nè, thấy không? Cũng 6.5 luôn nha, cụ từ. Rồi. Em sẽ test từ con nha. Trước tiên test con này nha nè. Chép đơm. Đó, cho anh em gì chế cháo thay vô làm nha em. Rồi một thằng. Đó, mấy này cho qua tủ ha, cho chắc ăn nha nè. Rồi. Tới con thứ hai. Rồi, ngon lành. Quảng cáo luôn. Quảng cáo luôn nha anh em.
Rồi ngon lành anh em ơi. Đó. Em sẽ lên giá hai cặp đây luôn anh em. Đó, hai cặp chép đơm nha. Mấy hiệu này cũng phải tàu lao mới lao đâu nha anh em. Đó. Con cặp này như thay rồi. Nhìn giống thay đời còn khác đẹp anh em. Rồi nhưng mà hát rất hay nha. Con Hào cũng hát cho nha. Rồi, cái lúc vừa rồi là mã 33 ha. Em sẽ lên mã tiếp theo luôn. Đó, là mã 34 nha anh em. 34, em sẽ lên hai cặp này với giá là 200k cho hai cặp này nha anh em. Đó. Chép lạ làm sao. Rồi mã 34 200k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là hai cặp phân tầng nha. Đó. Hai cặp phân tầng nha anh em. Một cặp này để là chữ là chào. Này nè, đây nè. BA nè, BA là Phương Anh ha. Đó, cặp này cặp của Phương Anh nha anh em. Nó gì nè. Ba đường tiếng anh em. Đây cái này là vô âm ly nè, anh em thấy không? Ba đường tiếp nè. Đó, bát chung chép nè. Con này hình như bát nè. Bát nè ha. Dắt không nha anh em. Chung chép cho nên anh em về mò ra hầu cũng gai nha anh em. Đó, bát chung chép. Đây có đẩy nè anh em. W nè ha. Cái chỗ này W là ga bát nè, M là chung nè, T là chép. Đó, có sẵn nha anh em, ba đường tiếng. Con này là bát 20 nha. Đó, anh em sử dụng bát 25 đều được nha. 20 là phải củ từ to. Đó, củ từ to mới được nha. Mấy khủng á. Đó. Rồi con này cũng vậy luôn nha anh em. Đô âm ly nè. Đó, bát chung chép nè. Xài dắt không nha anh em. Đó, hàng của Phương Anh nha. Phương Anh là BA, một cặp. Rồi, tới cặp thứ hai là của thằng ba ra mắt nha anh em. Đó. Cái con này lúc trước có ông anh cứ mua. Rồi anh bổ phần tầng lên, mới bán phần tầng lên nha anh em. Đó, nói chung mình anh lấy chỉ lấy cặp bát thôi, trừ tiền là chảnh ha. Con này cũng ba đường tiếng luôn nha anh em. Đó. Cái này hai cái jack in nè, vô âm ly nè, thấy không? Đó, con này là WE nè. Đó là bát đó nè. MD là chung. WT là chép nha anh em. Đó, phân biệt ba đường tiếng đàng hoàng. Con này là con của ba nát xịn sò nha anh em, chứ không phải vớ vào vớ bẩn luôn nha. Nè, anh thấy không? Cuộn cảm như là hàng nội địa luôn. Nhìn anh em thay nhìn thấy biết ha. Đó. Rồi, đây ba mắt nè. Như nhau nha anh em. Đó, giống hệt luôn. Xài dắt hết, rất là đẹp luôn nha anh em. Nè. Đó. Rồi, hai cặp này nói chung là xài dắt không. Anh em chỉ là về găm vô là lụm nha anh em. Rồi. Em sẽ lên hai cặp này luôn nha. Hai cặp này là mã 35 nha anh em. 35. Con này sử dụng bát 20 luôn nha anh em, quên đó, bát 20 nha. 35 để giá cho anh em với giá là 300k cho hai cặp này nha anh em. Đó. Cái mã 35 200k đã đi qua. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó. Mã tiếp theo của em là cặp này nè anh em. Ủa, cặp lo nè. Chà chả, cặp lo quá bự anh em ơi. Lụm. Khui. Ủi rồi ôi. Nó đẹp nè anh em. Đẹp keng luôn. Ô, còn riêng luôn anh em. Đó, còn riêng luôn nha. Nhìn cụ từ nó bự làm sao anh em ơi. Nói chung con này khá đẹp nha anh em. Anh thấy nè. Đó, viền màng này còn gà đẹp lắm nha. Còn riêng đàng hoàng anh em. Nè. Nó anh em thấy không? Còn riêng đó nha. Keo rất là đẹp nha anh em. Rồi. Em đo đường kính con này nha. Con này cao kê là bao phê luôn. Bát 21 nha anh em, là bát 20 á. Cụ từ nó là trà bá luôn, cụ tư nữa. Ồ cụ từ bự quá. Cụ từ nó 12 mấy rồi nha anh em. Đó, gần 12 năm ha. Cụ từ khá to nha. Rồi, em sẽ test một đoạn nhạc luôn. Để nghe máy cái này mời. Rồi, tiếp nữa anh em ơi. Đó, mới nghe điện ha. Anh em thấy dắt yêu thương rồi nè. Quá trời luôn nha. Ôi con này đẹp lắm nha anh em. Chơi trực tiếp qua luôn. Rồi. Quá dữ luôn nha anh em. Đó. Nè anh thấy rất rất đẹp nha anh em. Con này hát karaoke bao phê cho anh em luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon lành anh em ơi. Đó, em sẽ lên giá con này nha anh em. Đó, con này nó bự làm sao. Con này em gửi trong cái cặp lo của Phương Anh ra nha anh em. Đó, nó đi chung với cái này nè, phân tặng của nó nè nè. Đó, anh em thấy không? Cụ tự rất là to nha anh em. Rồi, cái mã này mã 36 nha. Đó, mã 36. Để cặp này cho anh em với giá là 350k nha anh em. Đó, cái mã 36 350k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên một cặp anh em. Khui. Ôi giời. Con này thì còn đẹp lắm nha anh em, còn đẹp, còn ok, còn ghê luôn nha anh em. Nè. Đó, ok chưa? Trời ơi, con này của con cô la gì nè. Quá trời bự rồi. Nè nè. Nó giùm nè. Ôi giời ơi, khui. Trời ơi, bị chuột cắn nha anh em. Bị chuột cắn nát hết trơn luôn. Đó, nói chung màng gì cắn luôn nát hết nha anh em. Đây. Đó, cắn nói chung viền màng hết, cái này làm lỡ luôn bây giờ. Trời ơi, gách luôn này luôn anh em. Gách luôn cái nhện luôn à. Nói chung hư một con đó, còn một con. Nhưng mà con này cụ từ bự quá, bỏ uổng. Đó. Lên giờ cho anh em có làm gì lại làm nha nè, con này khá to nha. Để em đo đường kính con này coi. Con này bát 21 nha nè. Đó, cụ từ nó to lắm. Thời cụ từ nó 13 luôn nha nè. Cụ từ rất là to nha. Đó, nhưng mà một con nó bị dị vào một con. Còn nguyên nha nè. Đó, còn nguyên còn ghim luôn nè. Rồi, để em test thứ này nha nè. Test con nguyên nè. Hết nhạc, chúng mình lên nhạc mới nha nè. Đó. Rồi, ngon lành anh em ơi. Một con nha. Rồi, con này thì nó bị gách năng, không biết còn sống không, thử coi. Hát luôn. Rồi, ngon lành anh em ơi. Đó, nói chung một con sống, một con nó bị coi như là bỏ đi. Đó, bán giá yêu thương cho anh em về làm lại con này nha anh em. Con này rất là to, lỗ lỗ nữa nè. Ôi giời ơi. Đó. Cho anh em về làm một con luôn nha anh em, tại của từ quá to luôn. Con này là Coloya anh em, thứ hàng với qua bạn nè. Coloya nha, nhưng mà anh thấy xương nó sườn nó bằng màu xám xám nè. Đó. Rồi, mã này mã 37 nha. Đó, 37 em sẽ lên cặp này với giá là 200k cho cặp này nha anh em. Đó. Mã 37 để giá cho anh em với giá là 200k nha, một con còn nguyên nha anh em. Rồi, mã 37 200k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên một cặp chép lựu đạn hay là gọi là chép chép quả tiễn anh em. Anh em thấy chưa? Đó, ok lắm nha anh em. Nè, để nè. Đó, anh em thấy không? Đó, JBL nè. Ủa ta lên mắt in xin Thái Lan nữa nè. Nè. 300W tới 500W ha. 8 ôm nha nè. Đó, khui. Ôi giời ơi, nè, đóng chữ JBL nè. Đó, nói chung mấy hàng này là nó dán liên danh gì đâu á. Nhưng mà ok lắm nha anh em. Nè. Ok nè. Đó, anh em thấy không? Đúng hịch nha anh em. Đó. Ngon lành, đặc biệt con này có con tụ luôn nè. Đó. Khui. Đó, anh em thấy không? Ngon lành nha anh em. Đó, con này thì có tụ nha. Đó, thì của người ta gì mình cắt ngang đây thôi nha anh em. Đó, anh em về tự câu làm nha. Đấy nè. Con tụ luôn ha. Đó. Rồi. Em đo đường kính con này coi. Thử coi cụ từ nó nhiêu. Rồi, con này cũng 14 rồi nha anh em. Đó. Rồi, em sẽ test một đoạn nhạc nha anh em. Con hát yêu thương không? Qua tủ nha, qua tủ của nó nè. Hết nhạc luôn anh em ơi, chuẩn bị lên nhạc mới nha anh em.
Rồi, ngon lành. Một thằng để bên. Rồi. Lên tiếp con này nha. Rồi, ngon lành. Đó. Ok nha anh em. Này. Cái này bị lỗ nó rộng rồi nè. Đó. Không sao nha anh em. Rồi. Em sẽ lên cặp này luôn nha. Đó. Cặp này JBL gì binh gì đó anh em. Đây, em sẽ lên con này nha. Mã này mã mấy đây? Mã này mã 38 nha anh em. Đó. 38 cho cặp chép này với giá là 450k nha anh em. Ôi. Giá yêu thương làm sao. Rồi, cái mã 38 450k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi nè, em sẽ lên một cặp vỏ thùng nha nè. Đó, ok lắm nha nè, cặp vỏ thùng còn rất là ok nha. Đó, con này 3 đường tiếng nha nè. Nè, có phân tầng bên trong luôn nha nè. Nè, trời, phân tầng quá trời yêu thương nè, anh em thấy nè. Đó nè, thấy không, phân tầng ok chưa anh em. Đó, có chấm ong chấm thấm đầy đủ nha nè. Đó, có chấm ong chấm thấm đầy đủ nha. Ba đường tiếng, bass này bass 20 nha anh em. Đó, để em lấy cái thước đo coi. Nè, bạc quỳ có chân chứ nè nè. Con này nó có chân đập lắm nha. Đó, nó có bốn cái chân nè. Có cái chân có bốn cái cây inox hay gì nè. Đó, anh em thấy không? Đây cũng vậy luôn nha. Đó, cũng có phân tầng bên trong nè. Đó, anh em thấy không? Ok, chống ong chống tấm đầy đủ nha. Đây. Có chân chứ nha anh em. Đó. Con này nó ngộ lắm. Để quay xung quanh cho anh em xem. Đó. Nè, để W3 viên nhìn nó nè. Đó, W3 viên nè ha. Viên boss gì nè. 200-250W. Đó, cao kê gì đó anh em. Ha, đó anh em thấy không? Viên boss nha. Hiểu viên boss nè, còn dán nè. Đó. Ok, vỏ thùng còn đẹp lắm anh em. Ủa sao này nó mắc cái này anh em, cái này thì thiếu cha gì. Đó, em kiếm này em gắn lại cho anh em sau ha. Cái đồ thông hơi nè, lỗ thông hơi còn mũ em nhiều nha. Đó, em có gì em gắn lại cho anh em nha, anh em an tâm cái đó nha nè. Đó, em sẽ gắn sau ha. Rồi, lỗ thông hơi thiếu cha gì. Đó, em đo đường kính cho anh em luôn. Cái thùng này bé bé xinh xinh. Có thùng nhìn thấy đẹp không, mới để lại cho anh em nha nè. Đó, con này thì 27 ha, gần 28. Sâu nó là 25 nha anh em. Sâu 25 nha. Còn bị đứng. Bị đứng của nó thì là 57 nha anh em, bị đứng 57 ha. Rồi, để em đo đường kính của mấy cái này ha. Đây. Bass nè, bass này bass 20 nha anh em. Bass 20 ha. Chép của nó là có khoảng 10 phân nha anh em. Hai cái chép cái chung gì đó khoảng 10 phân ha. Đó, con này đặc biệt là có phân tầng trong đây đầy đủ cho anh em nghe nè. Đó, anh em chỉ cần lắp bát chung chép gì đó là ok nha anh em. Rồi, còn cái phần này thì thiếu chai nữa, em gắn sau cái này nè. Cái lợi lông hơi có nha, một mũ có. Rồi, em sẽ lên cái mã này luôn. Đó, còn rất đẹp nha anh em, vỏ thùng lạ lắm, nhìn đã lắm. Đó, rồi cái mã này mã 39 ha, vỏ thùng còn rất đẹp nha, không thấy chạy trụa nha anh em. Đó, ok cho bụi bặm thôi. Rồi, mã 39. Quên nữa, có phân tầng nữa nha anh em. Đó, quên nó, quên cái phân tầng nữa. Phân tầng của cái ơi căng nha, ơi căng có nha anh em. Đó. Ơi căng nó để Winbot nè ha. Để Winbot nè nha. Đó, ơi căng nó gì nha nè. Đó. Tại gắn vô sợ gỡ ra nó hư. Nè, gỡ ra mạnh tay là nó cong nha anh em. Nè, nó bị gãy cái khúc này nè, mất dán như là ha. Dán dính cứ ngắt hết trơn nghe nè. Đó, bởi vì gỡ ra vô bị gãy lắm nghe anh em. Rồi, ngon lành là nó có cái căng này đủ cho nghe anh em. Đó, rồi em sẽ lên giá này luôn. Đó, con này thì mã 39. Đó, có phần tặng ở trong luôn nghe nè. Đó, em sẽ lên con này, cặp này. Rồi, mã 39 em sẽ đưa cặp này cho anh em với giá là 350k nghe nè. Đó, con này giá là khá là đẹp nha.
đó anh em, chỉ có bắt chung chép nên gấp vô là ok lắm anh em. Rồi mã 39 350k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em sẽ lên cặp bát, cặp lo tiếp theo nha anh em, đó hiệu là Watashi nha anh em, đó anh em thấy không, hiệu Watashi nha, cặp thùng còn rất đẹp nha, cặp vỏ còn rất đẹp, ok cho anh em, nó ngon lành nha. Đây quay xung quanh cho anh em xem đầy đủ cho anh em nè, đó cái tem nữa nè, tấu hù đó, ok cho anh em. Ồ để có thông số luôn chứ, đây con này là nó để này nè, đường kính nè 45 cm, 28 cm, 30 cm nha nè, đó để đường kính nha, 8 ohm. Nó con này thì 280W tới 350W nha nè, đó biết phải không nha, để cũng hơi xui không. Rồi nói chung mình cho thực tế nha nè, đó hát xong mình sẽ test, mình sẽ gỡ bên trong cho anh em xem đó, và mới lên giá nha nè. Rồi để em bắt một đoạn nhạc thôi nha. Nói chung mấy con nó hát gia đình thôi nha anh em. Đó. Còn mấy con này tầm có 150W thì chứ lắm. Đó. Ngon lành, ngon lành nha nè, đó hát ok nha. Rồi em sẽ mở một con ra, mở cái này nha nè, mở con trên đi đó, mở một con cho anh em xem bên trong rồi sẽ lên giá nha anh em. Rồi nè, đó đó em sẽ gửi bên trong cho anh em xem ha. Rồi khoan, trước hãy em đo đường kính cái nè, đó con này 3 đường kính nha nè, bát chung chép ha, con này bát nó 20 nha nè, thì chép của nó là 7 phân nè, đó bên đây thì nó 10 phân nha nè, đó bên đây 10 phân ha. Rồi khui đây còn ghi đồng hoàng em thấy không, còn ghi đồng hoàng anh em. Ừ, ngon lành nha, bên trong thì nó gì nữa nè, nó gì đỏ đỏ bên đây nữa đó. Ồ, cú từ đôi nha anh em, nó chép là cú từ đôi nha, đó ok chưa. Rồi con này thì nói chung xài gia đình thôi nha anh em, con này 10 phân ha. Rồi con này 10 phân nha. Rồi xong. Em sẽ lên giá này luôn anh em. Gỡ qua đây đi. Đó. Em sẽ lên giá con này yêu thương nha. Rồi cái viết nằm đâu. Rồi. Mã này mã 40 nha. Đó. 40. Em sẽ lên cặp này với giá là 400k nha nè. Đó, cho anh em về hát gia đình thôi nha. Đó. Mấy con này hát gia đình thôi nha. Rồi cái mã 40 400k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo là một cặp lo sân khấu nè, đó chép kèn nha, chép kẻ lộn chép lựu đạn nha nè, hay chép quà tiễn như đó, hiểu nó để là gì đó, cái gì Boruco nè, đó audio Boruco ha, đó chép lựu đạn nha anh em. Thì cái lúc trước em có bán cặp rồi, em đã ra đi ha, giờ em bán tiếp nha nè, đó ok nha. Vỏ thùng này không bị gì cho nha em, nói chung không có mục nha, bao vỏ thùng cho anh em luôn, không mục nha nè, đó còn rất đẹp nha, bụi bặm chưa vệ sinh thôi, không mục nha nè, nút lá đầy đủ nè, đó em đang kết nối còn trên nha nè, đó quay xung quanh cho anh em xem nè, đó ok nha nè, đó không bị gì hết, có bị một điểm này nhẹ nè nha nè, cái này bị mắc thịt người ta ấy thì nè, cũng còn ok lắm nha nè, không có gì nha, chép lựu đạn. Đó tí nữa em sẽ mở bên trong cho anh em xem ha. Rồi em sẽ thử một đoạn nhạc nha nè, kết nối một con nè, con trên đó, rồi bắt lên thôi.
ngon lành anh em ơi. Hát quá ok rồi. Rồi, xuống con dữ nha. Hát ngang gắt là phê luôn anh em. Đó. Hết nhạc luôn, đang chuẩn bị chuyển nhạc mới nha. Đó, lên chuẩn mới nè, đó. Rồi, ngon lành anh em ơi. Ngon lành. Đó. Hát ok lắm anh em. Bass chép hát đầy đủ anh em. Đó. Bass trên và bass dưới không lai nha. Chép trên, chép dưới cũng không lai luôn nè, nghe nè. Rồi, em sẽ mở ra cho anh em xem bên trong coi có cái gì không nghe nè. Có con tằng hay có này kia không ha. Rồi, em mở ra xong em sẽ báo giá cho anh em nghe nè. Rồi nè, đó ok nghe nè. Rồi, em mở ra bốn ốc rồi, để em đo đường kính cái bass này nghe nè. Đó, cái bát này thì 30 nha, đường kính của bát thì 30 nha. Rồi khui khui chép lục đạn này ra coi. Khui, ôi dồi ôi. Đó anh em, lại B77 nữa nha anh em. B77 Thái Lan vậy nè, 8 ohm, 500W. Đó, sẽ để bên nha anh em. Nói chung hai con bát không lai nha anh em. Chép cũng không lai luôn nha. Đó, để coi bên trong nha anh em. Đó, vỏ thùng còn sạch sẽ nha. Đó, ok chưa? Ủa? Con này dính tụ đi trời. Trời ơi. À, có phần tặng đàng hoàng nha anh em. Đó. Có phần tặng đây là hoàng nha. Đó nè, thấy không? Ngon lành nha anh em. Đây, phần tặng nè. Đó nè, thấy không? Đó, vậy là con này có phần tặng nha anh em. Rồi. Không nói dài dòng nữa anh em ơi, lên giá con này luôn đi. Giá con này ha. Đó. Rồi. Chép lựu đạn anh em. Nó quên nữa anh em ơi. Đó, anh em nào có mua thì con này em sẽ gửi ra là tổng cộng gửi cho anh em là 3 đơn anh em. Đó, tổng cộng 3 đơn nha. Một cặp chép và tiễn lựu đạn này nè, em sẽ cắt ra là đây ha. Tiễn em cho đứt ra đây nha anh em. Đó. Đứt ra đây anh em về câu nha, vàng theo vàng, đen theo đen ha. Rồi. Còn cặp thùng thì em sẽ gửi thứ đơn nha anh em. Đó, cho nó an toàn nha anh em. Cho cái chép lựu đạn này gắn vô gửi tới nhà cho anh em thì chỉ còn cái bọng thôi. Chỉ còn cái mấy con ốc thôi nha anh em, còn như banh hết rồi. Đó, chép lựu đạn nó nặng lắm anh em. Qua đây đo của từ con này coi. Nói chung con này lớn lắm nghe nè. Đó, cũng 14 thôi. Đó, của từ nó 14 nha. Rồi, thôi, không nói dài dòng nữa anh em ơi. Em sẽ lên giá này luôn ha. Rồi, mã này mã 41 nghe nè. Đó, 41. Một cặp bát sân khấu. Một cặp thơ sân khấu. Bát 30. Chép lựu đạn. Có phần tàng. Để cho anh em với giá là 1 triệu nghe nè. Đó. Để cho anh em với giá là 1 triệu nha. Rồi, hôm nay anh em. Đây tới Tết á, còn có khoảng ta tháng nữa ha, hơn tháng một chút. Đó, em sẽ lên đơn ít nghe, không có nhiều nha. Đó, vì mình phải còn chừa tiền ăn Tết nữa nè, để lên nhiều quá. Mình là người đam mê mà nè, đam mê gặp đồ im cái anh em mua cái chết nữa à. Vợ quánh chết nha anh em. Đó. Mình đam mê cũng vừa vừa thôi. Nói chung thì Tết, chừa Tết qua Tết là lên đơn nhiều lắm nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa. Anh em nào thấy video hay hữu ích thì anh em mình cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để có nhiều động lực ra nhiều video hay và săn đồ cho anh em nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa. Bye bye anh em. Chào, tạm biệt anh em nha.